Liên quan đến vụ trạm thu phí Cai Lậy, sáng ngày 16 tháng 8, giữa Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang và nhà đầu tư tuyến đường tránh thị xã Cai Lậy đã họp và thống nhất phương án miễn giảm phí cho xe qua trạm thu phí BOT Cai Lậy. Theo đó, từ ngày 21 tháng 8 năm 2017, sẽ giảm phí cho tất cả các loại xe qua trạm theo 5 nhóm. Nhóm 1, xe dưới 12 ghế ngồi, các loại xe buýt vận tải khách công cộng giảm từ 35.000 đồng một lượt xuống 25.000 đồng một lượt. Nhóm 2, xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế. Xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn, giảm từ 50.000 đồng một lượt xuống 35.000 đồng một lượt. Nhóm 3, xe từ 31 ghế ngồi trở lên. Xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn, giảm từ 60.000 đồng một lượt xuống 40.000 đồng một lượt. Nhóm 4, xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn. Xe chở hàng bằng container 20 feet, giảm từ 100.000 đồng một lượt xuống 70.000 đồng một lượt. Nhóm 5, xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên. Xe chở hàng bằng container 40 feet, giảm từ 180.000 đồng một lượt xuống 140.000 đồng một lượt. Với vé tháng và vé quý cũng được giảm phí tương ứng dựa trên cơ sở giá vé lượt đã được giảm. Bên cạnh đó, cũng thống nhất giảm phí 100% cho các xe nhóm 1 và nhóm 2 không kinh doanh vận tải của chủ xe có hộ khẩu thường trú tại các xã Phú Nhuận, Mỹ Thành Nam, Bình Phú và Phú An thuộc huyện Cai Lậy. Giảm 50% phí cho các nhóm xe còn lại tại 4 xã trên và xe buýt hoạt động nội tỉnh Tiền Giang.